Chào các bạn đến với Bike RPG, mình là NG. Và hôm nay á, mình sẽ thay tay ghi đông của mình á. Mình sẽ thay từ tay nhôm, thay qua tay carbon của OneUp. Đây là cái tay handlebar hiện tại của mình. Các bạn thấy đó, cái này là một cái hiệu trên Amazon. Ta nói là carbon dẻo hơn á, để nó làm cổ tay của mình đỡ đau. Thì để coi là nó thử cái nó như thế nào. Cái handlebar này dài 780mm. Và hiện tại á, thì khi đạp xe, khi mình đi qua những góc tưng á, thì nó làm cho mình cảm giác khá là đau ở cổ tay. Tiên á, là chúng ta sẽ nâng cấp cái tay cầm này. Trước hết á, là phải gỡ mấy cái tay cầm ra. Không phải thay luôn cả cái stem nữa. Kỳ nâng cấp này mình sẽ sử dụng bộ stem của OneUp. Giờ đút cái carbon handlebar này vô. Đồ của một bộ của OneUp nó khác thiệt. Nè, các bạn thấy chỗ này không? Nó dẹp, chỗ này là nó hơi dẹp lại chỗ này. Đúng rồi, nó đúc bằng carbon khác. Còn cái ống này của mình á, cái ống này của mình chỗ này nè, bằng nhôm. Mình thử nó vẫn không có dẹp, nó vẫn là tròn. Còn cái carbon nó dẹp lại. Đúng là khí động học hơn mà không biết là nó có làm cho nó chịu đàn hồi không mà. Chúng ta sẽ thử, mình sẽ biết. Cái này là tinh đau tay lắm nè. Bởi vì cái chất liệu là carbon cho nên mấy bạn phải rất là kỹ với cái độ vặn của mình. 6 nanomet. Ok. Ở phần dưới của đáy stem mấy bạn thấy OneUp nó ghi rõ là 6 nanomet ở đây nè. OneUp á, không biết mấy bạn thấy chỗ này không? Cho mấy bạn coi nè. OneUp nó có cách, nó làm cái đường chỗ này nguyên một bộ của nó để mà mình canh cái tâm của nó. Đỡ ghê. Xong từ đó mình lấy cái e-bike mình chạy ra ngoài trail luôn. Coi như là đi kỳ này không có tốn cái xăng hết đó. Tại vì xăng thì chạy bằng điện rồi. Đây cái cột xanh dương bên trái thì xem mình còn nửa cục pin. Mà từ nhà mình ra ngoài trail á thì lại hết xài hơn nửa cục pin rồi. Mình thử giờ chạy xe tới đó, ghim xe vô mình sạc. Xong rồi mình chạy về, coi như là lúc mình đạp xe về tới chỗ đầu xe là coi như cái xe hơi của mình sạc đầy pin luôn rồi. Dòng cái chỗ sạc xe này nó còn bị chiếm, nó có duy nhất một chỗ để sạc à. Chỗ này chính là cái chỗ mà sạc xe, sạc điện cho xe ở đây nè. Hên quá nó không có bị chiếm. Thật sự là khi mua chiếc xe đạp điện và chiếc xe hơi này, mình không hề có ý nghĩ là sẽ kết hợp nó lại với nhau. Nhưng mà vô tình thì cái phương án này lại là một phương án tiết kiệm xăng rất là good cho mình. Bởi vì từ nhà mình chạy ra trail thường là mất khoảng nửa tiếng đồng hồ lái xe. Nếu mà đi đạp xe hơn 4 tuần một lần á, thì tiền xăng một tháng tính ra cũng khá là bộn đó. Hôm nay đi test headphone. Cái kế hoạch ở đây á, là sẽ sử dụng cái Beats Studio Bud này nè. Kết nối nó với cái camera Insta360, dùng nó để ghi âm để coi cái chất lượng âm thanh như thế nào. Và như các bạn thấy đó, cái chất lượng âm thanh ở đây á, khá là thất bại luôn. Không biết làm sao mà cái tiếng trap nó rất là bể. Cũng may là từ đoạn giữa về sau mình chuyển qua ghi âm bằng camera cho nên vẫn còn vớt vát được đoạn âm thanh phía sau. Cái trail ngày hôm nay có tên là Babes. Mặc dù nó cách nhà mình tới hơn 30 phút lái xe nhưng mà nó lại là dạng trail có đầy đủ địa hình nhất để mà mình test xe. Đoạn này là đoạn bắt đầu trail. Bắt đầu là một đoạn thả dốc dài. Sau khi đổ dốc, mấy bạn sẽ gặp một đoạn cua trái phải liên tiếp nhau, khá là phù hợp để test cái handlebar này. Không giống những người khác, mình đạp khá là chậm, mục đích là để tập trung chủ yếu cảm nhận cái handlebar, coi nó feedback vô cái bàn tay mình như thế nào. Những đoạn uốn lượn ở trái và phải đó là bắt đầu tới khu vực drop và jumps. Thì đây chính là điểm yếu của mình. Mình nhảy những cái đoạn này rất là tệ. Đối với người ta thì cỡ đạp 1-2 lần là người ta nhảy được rồi. Còn mình thấy mất 3 tháng mới bắt đầu tập nhảy được như vậy. Đây là một góc nhìn khác của cái đoạn lúc nãy mình mới vừa thực hiện của drop. Các bạn thấy là địa hình ở đây rất là phù hợp để thực hiện cái việc thử nghiệm cái handlebar này. Nice. Cũng chính ở đoạn này, Bobby hướng dẫn mình cách đạp ngược lên cái đoạn G đó. Mà mình nghĩ là chắc không phải một thời gian dài nữa mình mới làm được cái chuyện này. Còn đây là một góc nhìn sâu cái tay ghi đông, để cho các bạn hình dung được cái sự rung lắc khi mà cái xe đi qua những cái bậc
bật cao, bật cái gờ cao như vậy nè, nó giật cái người mình như thế nào. Kết khúc đoạn này á, là một cú drop lớn với độ cao gần bằng cả bánh xe của Bobby mà chúng ta thấy trước nãy. Cái gờ đó vẫn còn là chướng ngại vật lớn đối với mình, bởi vì không phải lúc nào mình đáp xuống cũng trơn tru được hết á. Các bạn thấy cái đoạn chiếu chậm này nè, khi mà mình đáp xuống cái chân mình bị dội ra khỏi cái pedal. Đó vẫn còn là một yếu điểm mà mình chưa biết cách nào để mà sửa. Không biết thật sự là phải nói đàn hồi hơn hay là cảm giác mình mua đồ bỏ ra mình đóng tiền mua cái handlebar này. Anh thử tự mình an ủi mình là nó đàn hồi không biết nè. Yeah. Cái handlebar này nó giảm chấn động cho cổ tay mình nhiều ghê. Cảm giác khá là đỡ. Mình muốn chỉ với mấy bạn coi ngay cái chỗ vực chỗ này nè, cái gờ chỗ này nè. Hồi đó lúc mới đạp á, té. Chạy đâu thấy đâu ngó chỗ nào không à. Hình thử chạy tới đây té cái ạch. Rồi bây giờ mình nhảy được chỗ này rồi. Khi mình đã nhảy được một lần thì sẽ nhảy được lần thứ hai. Từ đó mà cái sự tự tin của mình bắt đầu tăng dần lên. Rất là êm, rất là nhẹ luôn. Hiện tại á, bây giờ là mấy giờ ta? 2 giờ rồi, chắc dễ cũng 3 giờ rồi. Mình đang ở cái chỗ này gọi là Trail Hidden Canyon. Dịch ra có nghĩa là rặng núi bị ẩn giấu. Thì khúc này là khúc đoạn cuối của cái trail mình hay đạp mỗi ngày rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái đoạn đường mình đi hôm nay nè. Đúng ra thì có người đi phía trước mình thì sẽ hay hơn, thì sẽ có cái tâm cho các bạn coi, nhưng mà hiện tại không có thì các bạn chịu khó ha. Mình sẽ ráng mình giải thích cho các bạn coi. Mình sẽ lên, có một đoạn lên xong mình sẽ xuống luôn và mình đi về luôn. Ok. Rồi, đi. Lúc nãy vô đẩy cái đó. Perfect, không sao hết. Để lên. Okay. Giờ ráng đạp sao không có té rồi không có dừng gì hết nha, đi về luôn. Đường đi hết đường cây nhìn nè. Wow, dốc cái mặt gì đúng vậy? Không thể tin được là ngày xưa mình đã từng đạp lên được chỗ này. Mà sẽ đạp thường luôn á. Hén đi không có xuống. Mà vậy chỉnh nó phụ. Mà đang lên mà chỉnh gì? Đang là trail đúng không? Bữa nay là trail. Trail là cái chế độ medium á. Xe này có 3 chế độ. 1, 2, 3. 1 là yếu nhất, 3 là mạnh nhất. Thì 1 là eco, 2 là trail. 2 là trail. 3 là boost. Là đẩy. Không, thật sự là cái handle, trời ơi, trên này đi, trời đây. Ai, không có, shit. Không có chuẩn bị đi từ trước. Nó là đuối rồi đó, mình té lên té xuống mấy lần à. Ủa đâu có té. Chịu lên chịu xuống mấy lần. Chân cả nhắc. Bây giờ sẽ đạp lên núi. Mà giờ chữ thì đúng rồi. Giờ đang trên đường về nè. Hôm nay đi test có mấy thứ phải test. Test cái headphone. Test cái handlebar này là dài hơn cái handlebar cũ và nó làm bằng carbon nữa. Thì theo lý nó sẽ làm cho hai cổ tay của mình đỡ đau hơn qua bánh vô tư. Chắc cảm giác nó êm hơn, có mấy chỗ nó êm hơn thiệt. Chắc phải chạy thêm thời gian nữa mới sao được, nhưng mà mình sẽ giữ nó để mình test. Đây là mới đi đạp về. Wow, trời ơi, trời đẹp quá, để mình cho mấy bạn coi.
Trời đẹp không? Ô là la, nhìn như là đang rực lửa cháy vậy đó, mà là do ánh mặt trời đó. Thấy không? Thấy ánh mặt trời đánh đổ xuống từ khu núi bên kia, gọi là khu Red Rock đó. Là mới hôm nay mới đạp về. Hy vọng các bạn thích cái chuyến đạp ngày hôm nay, và mình dám chắc rằng á, cái người mà số người còn ngồi lại thời điểm này để mà coi cái clip á sẽ rất là ít. Cảm ơn các bạn đã đi theo với mình ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn enjoy cái chuyến đi. Hẹn gặp các bạn ở lần sau. Thiệt tình á, anh là nói là không có dừng xe lại quay nữa. Tập trung lái đi, tập trung đạp đi để mà enjoy cái trail ngày hôm nay. Nhưng mà cảnh phía trước đẹp quá, không thể nào không khoe cho mấy bạn coi. Cho mấy bạn coi cảnh trước mặt mình vậy nè. Đó, các bạn thấy không? Trail chạy thẳng lên, một cái triền núi xuống, đằng kia là mây đằng xa kéo tới. Đẹp ghê. Và thành phố Las Vegas là ở tuốt đằng xa đó. Đây đây.